chào mọi người nhé. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2020. Ở chỗ vừa với cô Hai và An Sương. Hôm nay mình đang sang thấy các mía tím nha mọi người. Thì mía tím này là chở từ Khánh Hòa về. Mình thấy đây là bảng số xe 79 ở Khánh Hòa nhé. Thì mía Khánh Hòa thì được đánh giá là một trong những cái loại mía mà ngon nhất hiện nay. Hiện nay trên thị trường cũng có một số mía như mía Bình Thuận hay mía Vũng Tàu, thì cái chất lượng của nó theo đánh giá Khánh Hòa ăn thì nó là không bằng. Mía này thì được trồng ở trên cái vùng đồi núi cho nên cái độ ngọt của nó cũng tốt. Cho các công ty để họ xuất khẩu cho nên là chất lượng của nó cũng rất là tốt, tại vì đối với hàng xuất khẩu thì yêu cầu rất là cao và chúng tôi phải đảm bảo được cái chữ đường cũng như cái chất lượng mía khi giao đến tay công ty. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cân thử một cái bó mía đây ha. Thì đây. 32 kg luôn. Ở đây là tầm 31-32 kg. Thì mía thì nó vô cuối vụ rồi. Cũng cố gắng kiếm cái mía mà nó đẹp để phục vụ cho bà con mình. Đây là Quý ha, người phụ trách giao hàng ha. Quý quay lại chào mọi người ha, Quý ơi, đang lên phim đó. Ok mọi người ơi, vừa xuống một xe mía rồi ha. Rồi cân cũng được mấy chục ngàn đó chứ bộ.